Hello, chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đã đăng ký và theo dõi kênh YouTube Mỹ của tôi em nha. Hiện tại thì em có mặt tại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nha quý anh chị. Ở địa chỉ là số 5 Lý Thường Kiệt, Thắng Lợi, Dĩ An, Bình Dương nha. Và số điện thoại thì chi tiết em có để trên màn hình nha quý anh chị. Đấy, lát em quay những dòng xe, quý anh chị có nhu cầu về những dòng xe nào thì quý anh chị có liên hệ số điện thoại giúp em nha. Đó, để tư vấn về cách mua xe nè, hoặc là quý anh chị ở xa đi không được á thì mình cứ liên hệ số điện thoại giúp em nha. Cửa hàng thì cũng có ship xe nè. Đó, và có trả góp nha quý anh chị, hỗ trợ trả góp. Đó, cửa hàng chuyên mua bán và trao đổi những dòng xe máy cũ nha quý anh chị nha. Đó, ad 150 nè. Đó, và lô Sachia nè quý anh chị. Sachia, Sonic, Guider, Sunker như cũng còn luôn vậy đó. Và Winner nha. Rất là nhiều nha. Hôm nay em sẽ cập nhật giá cho quý anh chị mình tất cả dòng xe công tay nha quý anh chị. Đó, đầu tiên thì cho anh chị mình xem chiếc Sachia. Còn khá đẹp nha anh chị. Mâm màu đỏ nè. Con này thì biển số 38 nha. 124477. Con này đời nhiêu chồng? Đời 29 luôn nha. $9,328 nha quý anh chị. Xe còn rất đẹp nha. Giá là 46.900.000 nha quý anh chị ơi. Đó, cửa hàng cũng có bảo hành máy móc cho anh chị mày đầy đủ nha. Giá cả còn giảm nữa nha. Hình như là anh có ghi trên đây là giảm 900 nè quý anh chị. Đó, còn 46 ha. Còn quý anh chị mình có xem trên YouTube thì có thiện chí muốn mua thì cửa hàng còn bất lọc nữa nha. Ok, tiếp theo thì chiếc Sonic. Đó, đời 2019 luôn nè. Chiếc này màu đen nhám nha quý anh chị. Đó, có lên có tem là màu đỏ nè. Đấy. Biển số là 62 16507 chị nha. 45.900.000. Đó, anh có niêm yết trên đây là giảm 900 là còn 45 nè. Sonic đời 2019. Tất cả xe máy móc đều còn nguyên zin nha quý chị nha. Có nhu cầu mua thì mình đến đây mình xem xe kỹ nha quý chị. Giá cả còn thương lượng bớt lọc nữa nha. Rồi ok. Qua đây, tiếp theo là cũng mẫu Sonic luôn. Đời 2019 luôn. Đó, mẫu này thì mâm nó màu đỏ nha quý anh chị nha. Đó, còn bên đây thì mâm màu đen nè. Đấy. Giá là 45.900.000. Đồng giá luôn. Giảm là còn 45.000.000 quý anh chị ơi. Biển số là 49 nha. 59817. Từ nha, đây một chiếc Guider Sunker đời 2016 nè. Đó, mâm màu cam khá là nổi luôn nha. Xe có lên cái bô nữa nè. Biển số là 59 thành phố luôn chị ơi. 42974. Đó, giá thì chỉ có 24.000.000 thôi anh chị. 24.900.000, giảm 900 là còn 24.000.000 nha. Guider Sunker. Rồi tiếp theo thì mẫu MX King. Đó. Thường là kêu là Ad Indo nha anh chị. Đó, mẫu này được nhập nguyên con từ Indo nha. Chiếc này đời 2017 là biển số là 95 44933. Giá thì chỉ có 34.000.000 thôi anh chị ơi. Đấy. Về phần máy móc thì em có test được quý anh chị xem thông cảm nha. Đó, có nhu cầu thì đến đây mình xem xe nó kỹ và test máy luôn. Ưng thì quý anh chị có mua nha. Những dòng xe đây thì máy móc là quý anh chị có yên tâm nha. Đấy, còn rất là cứng, còn zin. Chiếc này là đời 2018 đây quý anh chị, mệt kinh luôn nha. Biển số là 65
Đấy, Cần Thơ nè. 14055 3 32.900. Đấy, xe vàng áo còn rất là bóng nha. Rồi, 32.900 giảm 9 là còn 32 nha. Hầu như là tất cả dòng 150 là giảm cho quý anh chị mình 900 ha. Rồi, chiếc kế bên đây là S150, xe đời 2017, biển số là 67 nha quý anh chị. 34248. Trắng đỏ. Ok, giá là 27.900. Đấy, giảm 9 là còn 27 nha quý anh chị ơi. Xe khá mới luôn. Rất là kèn nha. Rồi tiếp tục luôn. Con này là đời 27 luôn anh chị ha, biển là 64. 38156. Đó, chiếc này thì 27.000.000 nha anh chị. Đó, giảm rồi là còn 27 nha. Có tặng cho anh chị mình tất cả dòng xe mua trong cửa hàng, có tặng nhớt nón đầy đủ anh chị. Rồi, tiếp theo thì em này là đời 27 luôn. Em này là màu bộ đội nha quý anh chị. Biển là 67 nha. Đó, giá 27.000.000. Đó, vàng áo sơn là còn khá bóng luôn nha. Hệt 150. Rồi, tiếp theo thì cũng còn một chiếc hệt 150. Đời 2016 nha quý anh chị. Chiếc này là biển 70 nha. 49730. Đó, giá là đồng giá luôn, 27.000.000. Còn ở ngoài thì lô ẹt 150 cũng còn rất là nhiều nha quý anh chị. Đủ màu luôn nha. Từ từ nha quý anh chị. Đây thì Winner. Đó, tới lô Winner. Đó, Winner thì còn thấy là đây là bốn chiếc nha. Đầu tiên là chiếc này đời 27 nè, biển là 60 nè quý anh chị. C1 76221 nha. Đồng giá với ẹt 150 là 27.000.000 luôn quý anh chị ơi. Là giảm rồi nha. Máy móc còn nguyên zin quý chị ơi. Đó, sơn màu trắng. Đó, sơn bóng nha. Rồi, tiếp theo cũng em này luôn. Em này thì không có thấy giá trên đây luôn. Đó, em này thì khá đẹp luôn quý chị ơi. Em này chắc giá tầm hai mấy thôi. À, quý anh chị có mua thì mình cứ alo số điện thoại giúp em hỏi chiếc này coi giá cả bao nhiêu nha anh chị. Em này khá mới nè. Để em xem biển số nha. Đây, biển số là 67 nha quý anh chị. 42516. À, quý anh chị có thiện chí mua thì chụp màn hình lại nha. Và liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp em nha. Rồi, tiếp theo. Em bên đây thì màu y chang luôn quý anh chị ơi. Chàng luôn ha. Đời 2018 nè. Biển cũng 67 luôn. 89553. Giá thì giờ chỉ có 27.000.000 anh chị ơi. 27.000.000 là giảm rồi nha. Bên đây thì hình như là có lên cái bô nè. Rồi, tiếp theo thì em cuối cùng. Màu cam. Cam đen nha. Đó. Đây. Rất là đẹp luôn. Đây là đời 2017 nha quý anh chị. Biển là 67 nha. 49167. Giá thì mềm hơn mấy chiếc đằng kia nha quý anh chị. Có 26.000.000 thôi. Đấy. 26.000.000. Em này có xuống mâm câm nè. À, bánh câm nè quý anh chị. Rồi, tới Winner X. Một chiếc duy nhất trong cửa hàng của anh chị ha. Đời 2019. Chiếc này là biển là 69 Cà Mau nha anh chị. Đó, 69 Cà Mau. 30128 nha. Đời 2019 34.900. Giảm 900 nha anh chị. Còn 34.000.000. Winner X.
Rồi qua đây thì mình lướt lẹ quý anh chị mình cái mẫu tay ga nha, cho anh chị quý anh chị mình đi chơi rồi nè, đi chợ được cũng được nè, xe rất là rẻ luôn nha. Chiếc đầu tiên là chiếc biển 62 43380, giá thì chỉ có 22,9 triệu thôi quý anh chị ơi, giảm chính là còn 22 nha. Lít ok. Rồi tiếp theo Liberty. Đó, Liberty đời 2016, biển là 83 quý anh chị, 71469 nha, đời 2016, 27,9 triệu. À, giảm chính là còn 27 thôi, xe còn khá bóng mới luôn, mới ken luôn nha. Bản này coi có ABS không, có ABS nha quý anh chị. Đây chiếc bên đây cũng là ABS luôn, Liberty nha, đời 2016, biển 67 nha quý anh chị, 28,9 triệu. À, giảm là còn 28 triệu, xe còn rất bóng luôn, rất ken luôn nha. Rồi chiếc bên đây thì như là không có ABS nè, giá nó hơi mềm hơn nha. Chiếc này biển là 70 nha quý anh chị, 36064, chỉ có 19 triệu thôi. Đấy, 19 triệu nha quý anh chị. Rồi chiếc sáp, chiếc sáp này chưa có ghi giá luôn. Chiếc sáp này giá nhiêu anh Thắng? 8,500 triệu quý anh chị ơi. Sáp mẫu xe rất là to nha, y như SH luôn nha quý anh chị. Giá này cũng rất là mềm luôn, 8,500 triệu thôi. Rồi ra ngoài này thì cập nhật cho quý anh chị mình lô 150 còn sót ở ngoài này không chị, màu xanh GB nè. Cập nhật giá quý anh chị có nhu cầu thì mình cứ đến địa chỉ xem xe nha quý anh chị, và hoặc mình liên hệ số điện thoại giúp em nha. Màu xanh đây, xanh GB còn rất là nhiều luôn. Đây đầu tiên chiếc này là đời 2018 quý anh chị, có 28 triệu, giảm rồi là còn 28 nha. Em này thì biển là 62 nha, 48049, máy ghiên luôn nha quý chị, tất cả xe trong cửa hàng là đều máy ghiên hết nha, bao quý chị mình tất cả. Rồi em là đời 2018, 28 triệu nha quý chị. Ghi số file cho nè quý chị ha, ở này mít đây cũng khá lâu rồi nha. Rồi ok, tiếp theo đời 2017 nha quý chị, em này là 27 triệu, chỉ có 27 triệu thôi. Thì giá cả còn thương lượng bất lọc của anh chị mình nữa nha. Rồi tiếp theo luôn, đời 2017 cũng là giá 27 luôn. Rồi anh chị mình dễ lựa chọn nha, đồng giá ok. Rồi chiếc bên đây là nó hơi cao ha, cái đời nó hơi cao nha, 2018, 29 triệu. Đó, quý anh chị mình cứ đến đây tha hồ lựa chọn luôn, giá cả thì khác nhau nha. Rồi em này thì chắc mới về chưa có niêm giá luôn nè quý anh chị, màu xanh. Đầu trước màu xanh, sau là màu đen nha quý anh chị. Rồi quý anh chị có nhu cầu thì mình cứ liên hệ số điện thoại giúp em nha, đây chụp màn hình lại nha quý anh chị. Và gửi qua số điện thoại, kết bạn qua Zalo trên số điện thoại màn hình nha. Rồi em này là biển 59 luôn nha quý anh chị, thành phố luôn nè, đời 2018, giá là 28 triệu thôi, 28 triệu ok nha. Ngoài ra thì cửa hàng cũng còn những dòng mô tô bên đây nha quý anh chị, rất là nhiều ha. Quý anh chị có nhu cầu những dòng xe nào thì hãy bình luận mạnh bên dưới em ha, em sẽ quay chi tiết và báo giá sau nha. Thì video em chỉ cập nhật giá tới đây thôi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.